Chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Zippo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Chúc anh em cuối tuần nhiều vui vẻ và nhiều an lành, may mắn luôn nha anh em. Nay cuối tuần mình tiếp tục cập nhật cho anh em một cặp Zippo mới cập bến kênh bên mình nha anh em. Cặp Zippo này cũng rất là sang trọng luôn anh em, mang đầy ý nghĩa về mặt biểu tượng của nước Mỹ cũng như là sự sang trọng, sự độc đáo, mang tính nghệ thuật rất cao luôn anh em, rất là sang chảnh cho anh em trên tay luôn ha. Hàng chính hãng với bộ Mỹ nha anh em, hàng full box, hộp đựng giấy tờ đầy đủ ha. Thì mình giới thiệu với anh em bên phải đó là em Zippo đồng khắc chìm cái lá quốc kỳ Mỹ nha anh em, hay còn gọi lá cờ Mỹ ha. Và ở dưới là cái biểu tượng của quân đội Mỹ nha anh em, đó là hình tượng Chúa Đại Bàng đang cắp các mũi tên ha. Đó là logo của lực lượng quân đội Mỹ nha anh em. Cộng thêm điểm nhấn nữa đó là cái chữ USA để ở trên góc phía trên nha anh em, tạo nên sự sang trọng, ý nghĩa và độc đáo của em nó cho anh em trên tay ha. Dòng Zippo đồng nha anh em. Còn bên trái là em cà lông trắng khắc chìm chữ Zippo, được thiết kế nghệ thuật với tư thế nghiêng nha nè. Và ở giữa là hai chữ P lớn, còn hai bên đó là những chi tiết nhỏ hơn. Em này rất là nghệ thuật, với hai phần hai bên là những họa tiết gợn sóng phía bên trái, gợn sóng li ti ha. Và phía bên phải đó là cái họa tiết hình kim cương, những họa tiết những mảnh dụng kim cương ha. Em này rất là nghệ thuật luôn, rất là độc đáo cho anh em trên tay. Thì anh em nào có nhu cầu rước hai em nó thì cứ alo mình nha anh em, số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Mình trên tay giới thiệu với anh em trước ha. Đây là em Zippo đồng khắc họa tiết lá quốc kỳ Mỹ và cái logo của lực lượng quân đội, còn Chúa Đại Bàng nha nè, hai mặt luôn, trước sau luôn, y chang nhau. Với điểm nhấn là cái chữ USA ở bên góc bên trái nha, tạo nên sự sang trọng và mang tính biểu tượng cũng như là độc đáo cho anh em trên tay. Đẩy bằng nha anh em, em đón hàng full box luôn, hàng zin chưa hề đụng chạm ha, rất là nhạy lửa. Anh em nào đã ủng hộ bên mình quá tâm này ha, hàng chính hãng luôn nha anh em, làm quà biểu quà tặng cũng rất là sang trọng nha anh em. Hàng Mỹ thì rất là nhạy lửa, độ bền cao, chưa hề đụng chạm em nó ha, mới về show tới anh em luôn. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết em nó cũng như các em Zippo mình thì anh em cứ vô trang Facebook mình ha, anh em cứ click vô đường link mình để dưới ô mô tả video tiếp mình anh em xem ha. Đây mình trên tay nhanh với anh em thôi, đồng ha anh em. Hàng đây là em cà lông trắng ha, khắc họa tiết chữ Zippo nghệ thuật, chữ Zippo nghi, và những hoa văn họa tiết gợn sóng và kim cương hai bên. Em này mang đầy tính sáng tạo và nghệ thuật, mặt sau trơn nha anh em, đẩy lõm nha nè. Em nốt hàng zin luôn, hàng full box, hộp đựng đầy đủ, chính hãng với bộ Mỹ luôn nha nè. Về anh em chế xăng xịn vô là dùng thôi, rất là độc đáo ha nè, mang đầy tính nghệ thuật và tính sáng tạo cho anh em trên tay ha, độc đáo không đụng hàng nha nè.
Về giá thì anh em nhấp vô tiêu đề clip nha anh em, sẽ hiện ra ô mô tả ha. Em nhấp vô tiêu đề clip sẽ hiện ra ô mô tả có giá cho anh em xem ha. Bên mình bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Hết em nào anh em Zalo. Yêu mến anh em like chia sẻ clip nha anh em. Và ấn nút đăng ký kênh Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ ngay dưới clip ủng hộ ha. Để có thể cập nhật những em Zippo tiếp theo, nó tiện cho anh em xem ha. Mã vạch đầy đủ luôn. Vậy ta. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Cuối tuần. Nhiều an lành và nhiều niềm vui nha anh em.